Xin chào tất cả các em. Trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi chữa đề thi số 2, đề thi 8 tuần học kỳ 2 môn tiếng Anh lớp 8. Các em hãy chuẩn bị cho mình sách vở cũng như bút để chúng ta bắt đầu vào bài làm nhé. Trong quá trình chúng ta làm thì thầy sẽ cho các em khoảng thời gian để chúng ta tự giác làm bài trong vòng khoảng độ 30 phút. Ok, các em hãy pause màn hình của mình lại, đúng nhỉ, để chúng ta tự giác làm vào vở. Sau khi chúng ta làm xong thì thầy các bạn hãy xem phần thầy chữa ở phía bên dưới nhé. Đối với bài đoạn văn, do đoạn văn khá là dài, nó không đủ màn hình của chúng ta. Cho nên trong quá trình các em làm, các em hãy kéo màn hình lại đúng không ạ? Hãy back nó lại để chúng ta tìm thông tin các câu hỏi. Ok, rồi, very good. Nào, bây giờ chúng ta bắt đầu vào bài học của mình nhé. Các em đã sẵn sàng chưa? Ok, nào, bài 1. Bài đầu tiên, choose the words which has underlined parts pronounced differently from the others. Câu 1 nào. Library, recycle, family, easy. À, đúng rồi, recycle. Recycle, very good. Câu số 2 nào. Used, returned, messed, cleaned. Ok, messed. Tận cùng là đuôi gì đây các em? À, SH đúng không ạ? Shh. Câu số 3 nào. Studied. Ok, study. Success. Surprise. Sugar. Trong trường hợp này chúng ta sẽ đọc mạnh hơi hơn. Sugar. Sugar. Ok. Very good. Sugar. Tiếp theo phần trọng âm nào các em. À, recycle. Protect. Instead. Natural. Ok. It is D. Câu số 2 nào. Compost. Product. Resource. Envelope. Ok, resource. Chúng ta sang phần B lớn, phần vocabulary and grammar. Choose the best option A, B, C, or D to complete its sentences. 1. Cool the burns immediately so as. À, chúng ta đã học cấu trúc so as to verb. Như vậy đáp án sẽ là C, to minimize tissue damage. Ok, to minimize tissue damage. Câu số 2 nào. This medicine can. À, can có một động từ. Trong trường hợp này động từ có nghĩa là làm giảm triệu chứng đau đầu. Đó là từ is. Is nghĩa là làm giảm các em nhé. Câu số 3 nào. Clothes, clothes, shirts are made from. À, các cái và túi vải này, quần áo này đúng không ạ? Shirts, áo thì nó được làm từ cái gì? À, fabric. Fabric, vải sợi. Fabric. Câu số 4 nào. The boy. À, trong trường hợp này chúng ta biết rằng cần một phân từ hiện tại. Phân từ hiện tại đó là dạng verb ing. Vậy đâu là đáp án các em nhỉ? C, sitting. Ok, the boy sitting next to her is my brother. The boy sitting next to her is my brother. Câu số 5 nào. Would you mind if I. À, cấu trúc là động từ chi ở thì quá khứ đơn, verb past. Như vậy các em sẽ chia là, à, it is a turned. Câu số 6. Cấu trúc is dangerous cộng, à đúng rồi, to verb. Như vậy trong trường hợp này các bạn sẽ chọn đáp án là a, to swim. Câu số 7 nào. What time will she be here? Các bạn thấy có gì ở đây nhỉ? À, thì tương lai, will she be. Và trong trường hợp này các bạn sẽ chọn đáp án là C. Ok, she will be here in 2 hours. Tiếp tục.
Câu số 8, the glass, à cái cốc bị vỡ. À, đây là câu bị động. Với chủ ngữ the glass, bạn sẽ phải sử dụng bộ cấu trúc bị động đó là is broken, hiện tại. Is broken, vì đây là danh từ không đếm được. Câu số 9, các bạn thấy cuối câu có từ gì nhỉ? À đúng rồi, last week. Last week, đó là thì quá khứ đơn. Had, lan had. Had a day to remember last week. Và cuối cùng câu số 10, à chúng ta xác định được rằng là dự án này sẽ được hoàn thành trước Tết. Đây là một câu bị động ở thì tương lai. Vậy đâu sẽ là câu bị động các em nhỉ? Chính xác rồi. C will be finished. Will be finished. Các em nhớ cho thầy nhé. Xong bài chia động từ. Muốn làm bài chia động từ tốt, thầy đã từng nói các em đó là xác định được dấu hiệu đúng không? Hoặc là mẫu câu. Nào câu số 1 nào. Would you please? Hãy nhớ cho thầy would you please cộng động từ. Như vậy trong trường hợp này ta sẽ có cấu trúc là would you please bring me a cup of tea? Would you please? Ok, would you please? Cộng động từ các em nhé. Câu số 2 nào, my father bought a TV. À, được sản xuất ở Trung Quốc, ta dùng cụm từ gì các em? À, đúng rồi, made in China. Made in China. Made in Japan. Phân từ bị động, các em nhớ điều này nhé. Câu số 3 nào, à, since, đó là thì hiện tại hoàn thành. Vậy các em sẽ chia thế nào nhỉ? Xem trận bóng đá, à, has watched. Has watched. Oh, sorry. Nam has watched. Nam has watched. Ok, a soccer match since 2 p.m. Ok, câu số 4 nào, many old car ties. Trong trường hợp này các em thấy cuối câu là từ every day. Như vậy đây là một câu hiện tại đơn ở dạng bị động. Are thrown. Are thrown away every day. Và câu cuối cùng cực kỳ đơn giản rồi đúng không? Do you mind? À, waiting. Do you mind waiting me a moment? Very good. Bài tiếp theo đó là bài đọc đoạn văn và điền từ. To the words. Yesterday when I riding along a busy street, I saw an. À, tôi đã nhìn thấy một vụ tai nạn, đó là từ nào? Accident. Very good. Accident. Tai nạn. Vụ tai nạn. A woman who was knocked down when she crossed the street at zebra crossings. Một người phụ nữ đã bị ngã đúng không nhỉ? Ở chỗ ngã tư. Many people stopped. Nhiều người đã dừng lại để giúp đỡ cô ta. À, chúng ta có cấu trúc là stop cộng to verb các bạn nhé. Stop cộng to verb, dừng lại để làm gì? Stop to verb, dừng lại để làm gì? Stop to verb. Vậy trong trường hợp này các bạn chọn đáp án đó là A. Stop to offer their help. A policeman arrived and asked a young man to telephone for an. À đã, một cảnh sát yêu cầu một người gọi điện cho gì nhỉ? À đúng rồi, cho xe cứu thương đúng nhỉ? For an ambulance. Ok. While waiting for the ambulance, the police and some people try to stop the bleeding. Đúng rồi, cầm máu. Try to stop the bleeding. Câu cuối cùng nào, after 2-3 minutes, sau 3 phút, xe cứu thương, the ambulance, à đúng rồi, the ambulance arrives, hiện tại đơn đúng không các em? Hay là quá khứ đơn? À đúng rồi, phải là quá khứ đơn, vì đây đang là sự việc kể lại trong quá khứ mà. Arrived and the woman was taken to the hospital. Ok, sau phần tiếp theo đó là đoạn văn trả lời câu hỏi. Câu số 1 nào các em, where is New York City? À, nó chính là câu đầu tiên. New York City is in southern part of New York State, just east of New Jersey. Ok, it is the answer. Và đây chính là câu trả lời cho câu hỏi số 1. Rất dễ đúng không? Thầy sẽ không ghi nhá. Câu hỏi số 2 nào. When was New York City founded? Ok, come back. Quay trở lại nào. À đây rồi. It was founded by the Dutch in. Đúng chưa? Nhưng nếu là thầy sẽ chỉ cần trả lời thông tin ngắn gọn hơn. Đó chính là in. Ok, in 1624. Very good. Bạn nào đi chép cả câu này cũng được, đúng không nhỉ? Câu số 3 nào. Can tourists visit some old famous museum in New York? Các vị khách có thể đi thăm một số viện bảo tàng nổi tiếng ở New York hay không? À, các bạn nhìn đây nào. À đây, chính là thông tin, đúng không ạ? Đây là thông tin của câu hỏi, nhưng chúng ta không đi chép vào, mà chúng ta đi trả lời yes hoặc no. Vậy câu này chúng ta sẽ trả lời là gì nhỉ? Rồi, chính xác. Chúng ta sẽ trả lời là yes, they can. Ok, yes, very good. Câu hỏi trắc nghiệm nào? Câu hỏi trắc nghiệm số 1. The word it.
Đề cập đến cái gì? À, chúng ta quay trở lại từ it các em nhé. À đây rồi, nó. Nào ta nhìn trước này. New York là một thành phố lớn nhất ở nước Mỹ. Nó, vậy nó chính là cái gì? New York, it. Vậy câu này chúng ta phải chọn đáp án là New York. Câu số 2 nào. What's one of its first name? First name là tên đầu tiên. Các bạn quay trở lại bài đoạn văn để tìm cho thầy nhé. Nào, các bạn hãy luyện kỹ năng tìm nào. À đây, here, at first it was called Fort Amsterdam. À, thầy sẽ gạch chân cho các bạn nha. Rồi, ok. Như vậy thông tin ở đây chúng ta sẽ chọn là đáp án nào? À, chính xác, B, Fort Amsterdam. Ok, Fort Amsterdam. Very good. À, như vậy là chúng ta đã làm xong được bài đoạn văn. Nào, sau phần cuối cùng đó là phần viết lại câu sao cho dùng từ gợi ý. Câu số 1 nào các em? À đúng rồi. Đó là gì nhỉ? Would you like to come to my house tonight? Bạn muốn đến nhà tôi tối nay không? Ok, đến chơi không? Câu số 2 nào. Các bạn thấy cuối câu có từ for a long time, như vậy là thì hiện tại hoàn gì? À hoàn thành, đúng rồi. We haven't seen him for a long time. Ok, for a long time. Câu số 3 nào. She happy. Cuối câu có từ gì các em nhỉ? À, next week đúng không? Như vậy chúng ta thấy được rằng đây là thì tương lai. Ta có câu là she is happy that her parents will visit her next week. Ok. Rồi, will visit her next week. Câu số 4 nào. Chúng ta thấy có cấu trúc của từ promise. Các bạn còn nhớ cấu trúc của từ promise? Ok, I promise not to do something, not to come to class late again. Ok, not to come to class late again. Cuối cùng câu số 5 nào. À, would you mind, học lại rồi. Would you mind turning off the light. Rồi, very good. Như vậy các bạn đã hoàn thành được xong bài dùng từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh nhá. Xong bài cuối cùng nào, đó là viết lại câu sao cho nghĩa, không đổi. À, câu số 1, rất dễ, đúng không nhỉ? Do you mind waiting for a moment? Very good. Câu số 2 nào. À, this exercise is easy to understand. Ta có đáp án là gì các em? It's easy to understand. Understand this exercise. Ok. À, câu số 3 đó là câu bị gì nhỉ? Câu bị đọc đúng không? English is spoken all over the world. Ok, English is spoken all over the world. Câu số 4 nào. People can recycle car tires. À, ở đây chúng ta thấy rằng nó là câu bị động đúng không nhỉ? Car tires can be recycled to make a pies and floor coverings. Đúng rồi, đó là câu bị động. Cuối cùng, à, would you mind? Trong trường hợp này các bạn sử dụng cấu trúc là would you mind if I, okay, if I turned off the television. Ok, would you mind turn off the television? Như vậy là thầy đã chữa được cho các bạn toàn bộ phần đề số 2. Các bạn hãy xem mình làm được bao nhiêu phần trăm và cố gắng tích lũy lại những kiến thức mà mình chưa biết, được không nhỉ? Và trong video ngày hôm sau, thầy sẽ cùng với các em chúng ta chữa tiếp đề số 3. Rồi xin chào tất cả các em.